Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn gồm một âm ly và một đôi loa bookshelf để về chúng ta nghe nhạc ở trong các cái phòng ngủ nhỏ hoặc là phòng chung cư. Mình không nghe nhạc quá to mà mình chỉ cần nghe nhỏ nhẹ ở trong phòng để giải trí các bác nhé. Đấy, thì cái bộ dàn này nó sẽ gồm có là một cái âm ly 911M của Onkyo và một cặp loa bookshelf đời hết số của đời đầu không là con 09SX các bác nhé. Đấy, con này để nghe nhạc vàng viết rất là hay luôn, với trung âm rất là sáng, bass rất là mềm và chép cũng rất là tơi mịn nhá. Đấy, thì con 911M này thì các bác nhìn là cái con âm ly này nó sẽ có 3 dải chỉnh âm thanh, là gồm có super bass này, bass và chép nhá, thì là các bác có thể là căn chỉnh sao cho vừa với cả tai nghe mình nhá. Đấy, siêu bass là giải siêu trầm đấy. Nếu bạn nào xem cái xích nghe bass mà nó mềm mà nó sâu thì để head bass tăng lên nhé. Còn nếu để bass muốn nghe bass nó cứng thì có thể đẩy cái tai bass lên cao nhé. Đấy thì nó sẽ có sự khác biệt này. Đấy, có thể không khác này. Đây nhá. Đấy, có thể không, nó khác không? Đây có đây siêu bass này. Đây là giải siêu trầm, thì là khi mình nâng cái giải ở đây thì là tiếng bass nó sẽ sâu lên theo nhé. Đấy. Đây là chép này, tính ra nhiều tép sẽ tăng lên nhé. Đấy, âm ly là hai bên đều đang hoạt động bình thường nha. Đây đấy, em bật ba đăng cho bác xem này. Đấy, nó bên trái này, bật ba đăng sang bên phải nhé. Đấy, thì là bên phải nó kêu bên trái nó ngừng này, được chưa? Đấy. Về âm ly này, thì âm ly này nó sẽ có các chế độ là đánh direct, đánh processo. Đánh processo nó sẽ là chế độ đánh để nghe cái processo là cái equalizer nhá. Còn đây, direct là đánh mộc không qua chỉnh bass tép và tông. Chế độ tông sẽ chỉnh bass tép can thiệp được nhá. Đấy, thì các bác thường sẽ để tông nhá. Đấy, còn bên này là input select này, để chuyển các đầu vào này. Thì mình sẽ vặn cái nút này nhé, khi nào mà đèn sáng ở đúng cái đầu vào mình đã cắm lại được. Ví dụ em đang cắm đường line này, sẽ em chuyển đúng đường line này. Còn đây là volume to nhỏ này, được chưa? Đấy nha, bên ngoại hình của loa này. Rất đẹp nhá. Đấy, thì cái loa 09SX này thì có giá là 1.3 triệu và cái âm ly này là có giá là 2.9 triệu. Thì bác nào mua cái con nào để thì mua như 2.9 triệu với 1.3 triệu của nó là 4.2 triệu cả bộ này thôi. Đấy, để cái nhạc cũng rất là hay. Sau này các bác có thể nâng cấp thêm một đôi loa nữa vào đây nhá. Đấy, khi đánh ở A hoặc B thì trở kháng của âm ly sẽ là min là 6 ohm này, được chưa? 6 ohm này. Và A cộng B là min là 12 ohm nhá. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ. 911M. Thực ra thì là cái loa này là nó là chỉ có 4 ohm là nó cũng không phải là hợp hẳn với con âm ly này đâu. Nhưng mà ở cái mức công suất nó vừa phải thì là mình mở là vẫn ok luôn, không vấn đề gì. Cái trở kháng nó nằm ở dưới cái giải trở kháng của âm ly thì nó sẽ hơi ngốn công suất thêm một chút xíu thôi. Đấy, nhớ. Đấy. Onkyo A911M. Đấy. 2.9 triệu và đôi loa 09SX. Giá là 1.3 triệu nhá. Đấy. Đấy. Đấy, loa đây. Cái căng loa đây nhá. Đây. Về kích thước này. Cái gì N8 này là cái gì đây? Bỏ cái này đi luôn nhá. Đây. Chắc là ký hiệu của bên kia nó ấy, em quên chưa bóc đi. Chiều ngang của cả bộ dàn 61. Sâu là đi 30. Cao là đi 29. 29.
Đường kính la bát là 14.5 nhé, 14.5 âm đi có chiều dài là 27, nhưng anh dâu 30, tìm em cao 11.5 nhé. Sau khi mình chỉnh xong mình phải đẩy cái nắp này vào. Đấy, được chưa? Gõ cửa trái tim. Đấy thì còn về đường cắm đây nhá. Các bác có thể cắm ở đường line, đường CD, tuner hoặc đường tape nhá. Đấy, đều được nhá. Đấy thì cắm đường nào chuyển đường đấy, nhưng mà thường là đường điện thoại máy tính sẽ là cắm đường line, mình sẽ chuyển đường cắm đường line và chuyển đường line nhá. À, như em đã làm đây. Thế là được rồi. Đấy, cả bộ này thì nghe nhạc vàng thì rất là hay. Để xin mời các bác nghe một đoạn thiết âm của nó nhá. Cửa trái tim nghe xa nhìn trông đêm mơ hắt hiu cô đơn tận cùng đàn lỡ phím say cùng tình này cũng mong lâu tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng thấy không ạ? Con cứ chứng 1M nha, thì là giá của con này là đấy 1.3 triệu rồi, đôi loa và 2.9 triệu cái âm ly nha. Thì bác nào mua liên hệ cho bên em nha, số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhá. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.